xem để học hỏi, xem để nâng cao tinh thần thi đấu tập luyện nhá. Xem xong mấy trận này, Hùng đảm bảo anh em muốn vác cờ ra sân chiến luôn. Quá đơn giản. Máy thoải đi. Máy thoải đi. Máy thoải đi. Ngon rồi. Rồi hết rồi, không máy thoải nữa. Chào mừng tất cả các bạn đến với livestream của Sport Hùng. Đây là một trong hai trận đấu được mong chờ nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Trận đấu bán kết 1 ở nội dung đôi nam giải cầu lông câu lạc bộ Thành Công Mạo Khê mở rộng lần thứ 3 sắp được diễn ra. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa hai cặp đôi. Phía bên phải màn hình của chúng ta, cặp đôi Vũ Minh và Xuân Hưng đến từ câu lạc bộ Bắc Ninh, và đối thủ của họ là Thế Phương và Lê Văn Tú đến từ câu lạc bộ Mizuno. Sau trận này là trận nào em cũng luôn. Cầu Vũ Minh đỡ phát cầu. 0-0. Phải rất hay từ Vũ Minh, điểm số 1-0 cho Xuân Hưng Vũ Minh. Xuân Hưng họ đã đến trước để khởi động, còn ngược lại thì Văn Tú và Ngô Phương khá vội vàng khi họ đến muộn và đã không có nhiều thời gian. Cầu tốt, đội điểm số đầu tiên cho cặp đôi Phương Tú 1-5. Nhiều người chào mình quá, nói bị trôi. Vẫn thủ bình thường. Lê Văn Tú đánh cầu. Rồi. Thủ cầu cạch rồi, cầu ngoài sân. Xuân Hưng giao cầu. Một cầu tốt. Rất tốt từ Ngô Thế Phương. Nãy giờ ông toàn thấy cổ động viên của Bắc Ninh thôi. Có anh em nào đang cổ vũ cho cặp đôi phía gần màn hình không? Comment tôi cái nào. Hay quá. Mong đợi của chúng ta thì ra trận nào cũng hay. Mong đợi thì trận nào cũng đáng mong đợi hết. 3 điểm nữa thôi. Mạnh mẽ. 16. Lê Văn Tú vẫn đánh rất chắc chắn. Đội Bắc Ninh đông quá. Ok, rất nhiều anh em comment một, cảm ơn mọi người đã chia sẻ, anh em nhìn thấy nhiều người chia sẻ rất là vui. Phát cầu rất nhiều. Thắng sẽ sau có thể mua tiền ở Văn Tú sẽ gỡ lại. Tính. Đã vào bán kết. Em cầu tốt. Tâm lý rồi, cũng chưa hẳn, nó vào chưa vào tay đâu anh ơi. Đừng có nói tâm lý. Nếu Bắc Ninh ok, cổ động viên Bắc Ninh kinh lắm.
Tại vì có khởi động gì đâu anh. Chắc rượu muộn, ra sân muộn mà tổ chức với cả mọi người chờ mãi mà. Lợi thế. Hương Hương bắn cầu cực kỳ tự tin. Đội Hương OK, set đấu thứ hai bắt đầu. Vũ Minh giao cầu, Tú đưa cầu. Điểm số đầu tiên là cặp đôi Tú Phương, cái lưới rất 1-0. Hay không? Nhớ rồi, 3-0. Đang cổ vũ cho cặp đôi trẻ của mình, cho nên là Vũ Minh vẫn lên vỉa hay quá nhờ. Rồi, rất là xả. Cổ tốt. Cổ tốt quá. Ôi, trận sau Triệu Béo và Quốc Việt đánh với Hoàng Anh Lâm, trận đấy cũng càng hay hơn. Cầu tốt. Đường cầu vận động viên rất đa dạng. Anh ơi, trò chơi. Thủ chắc thật. Vũ Minh. Đức Con. Rồi rất nhanh chóng cặp đôi Hưng Minh ra cho xem để học hỏi, xem để nâng cao tinh thần thi đấu tập luyện nhá. Xem xong mấy trận này Hùng đảm bảo anh em muốn vác cờ ra sân chiến luôn. Quay quá đơn giản. Máy thoải đi, máy thoải đi, máy thoải đi, ngon rồi. Rồi hết rồi, không máy thoải nữa rồi. Cầu vào lưới mất rồi. Người ta tốt chứ vợt không quan trọng bạn ơi. Mà không biết cây vợt gì luôn ấy. Bà con vợt của Hưng. Ở ngoài sân. Cái này cũng có kém gì giải chuyên nghiệp đâu. Lê Văn Tú phía bên kia vận động viên vừa cây lưới là vận động viên chuyên nghiệp mà. Minh Lâm à? Đức Lâm. Bán kết ai sẽ là trận đấu giữa Đức Lâm Hoàng Anh. Điểm số 9-8, trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ nhất thì cặp đôi phía gần mình cặp đôi Hưng Minh thắng với khoảng cách 21-11. Trong trận đấu thứ hai này thì khó rồi, bên kia họ vào tay rồi. Hơi vội vàng rồi, 11-8. Ta xét đấy, Bắc Ninh cố lên. Bỏ cầu chính xác của ngoài sân. Đánh xong trận này tốn sức lắm. Vẫn còn có những pha dứt điểm ở thế khó. Hay quá nhờ. Rồi, quá lắt léo. Cầu ngoài sân này quá mạnh. Hay quá nhờ, cầu lỏng kìa. Rồi, cuối cùng cũng cắt được dây lên điểm của đối thủ. Không. 10-13.
pha độc cầu rất nặng, không ai chuyên nghiệp. Vâng, đối đầu với nhau rồi. Nhưng mà cũng thi đấu cho Bắc Ninh ở giải toàn quốc thì cũng có thể nói là bán chuyên. Thực ra Phân thì cũng thi đấu, Xuân Hưng thì cũng thi đấu ở giải toàn quốc mà. Điều lệ giải là không cho hai vận động viên cùng thi đấu. Thi đấu sau Vũ Minh giao cầu thì Phương Nữ phát cầu. Em cầu tốt từ Lê Văn Tuấn, hôm qua lại có một trận bật tiếp anh ạ. Chỉ là không còn một trận hơn lúc trước rồi. Thủ hay đấy nhở, lên lưới rất nhanh nhưng lỗi mới rồi. Vũ Minh và Hưng Bắc Ninh, đối thủ là Thế Phương và Lê Văn Tú Hà Nội. Đập tốt nhỉ, Tú nó bình tĩnh thật. Đập như thế lên lưới chặn luôn. Với 49 thôi chung kết chiều đánh như này. Trận đấu thứ ba xin phép được bắt đầu. Ngô Đình Phương giao cầu. Rồi, xếp 3 là hay nhất. Lấy vợ nộ cả. Đúng rồi, Long Văn trọng tài là đối thủ hôm qua. Bị bật ngược đó. Cái gì? Em cầu tốt từ Lê Văn Tú rất dẻo. Rất đáng tiếc đập cầu vào người mất rồi. Cầu chính xác, cầu ngoài sân. 4-1. Cầu tốt, nam luôn nhưng ở miền Bắc. Lên dự đoán rất hay. Ba sáu, ai rồi, em cầu rất tốt, điểm số 73. Ngoài sân rồi, 83 rồi, khoảng cách 5 điểm rồi. Em bắt trước đây. Quách Đức Lâm hay nó bảo Đức Lâm hay nó hỏi lại kìa. Hả? Huy nó phải lên cái tờ xe. Cao à? Vẫn còn. Đi với. Đường này đập khỏe đấy nhờ. Hay quá, cao rồi. Ôi vẫn bọc được kia. Hay quá nhờ. Chiếu. Cô nhà anh được bao nhiêu tháng đấy? Cô em bao tuổi? Bò này. Lập cầu rất bền từ ngôi đến vừa. Ăn rồi. Anh Tân ơi, nhá mạnh lên.
vương nữ đánh lưu. Phá tên nhờ, đến 28. Vẫn tỉ lại đi. Ngoài sân. Anh em ạ, ảo vãi. Đen đen. Một điểm nào như thế hỏng này. Ngon rồi. Non Tú là không đỡ được. Bây giờ mới 13 đều này. Hình như thế, tí nữa xem lại trong bài học điểm. 53 rồi. 53 rồi. Một cầu nữ ném gạch mà không chơi được. Ăn rồi. Người bình thường chưa được làm fan cứng. Giò lan. Chia sẻ nhiều mới thành fan cứng được. Hay quá nhở. Đây là Tú. Ôi, tiếc quá, bên kia hai người đội bóng đã bỏ hoàn toàn rồi. Thế dung lượng thì 15, 16 ghi hết làm sao được không? Anh em dùng biết số lượng màn không? Nét ở máy các ông nhưng máy tôi đâu. Ở ngoài sân. Đi đi. 15-18 và tiếp. Cầu mình cũng bằng hơn 19-15 anh em. Chưa đủ. Rồi, biết rồi. À, sẽ ta đấy. Vẫn còn. Vẫn xoay được hay quá. Vẫn còn. Khó lắm, Tú nó đứng đây, khó vật lắm. Rất may mắn nhưng gặp đôi Mô Cơ và Văn Tú. Từ cầu cuối cùng là một pha cầu lật lưới. Hello anh em, Hùng sẽ kết thúc cái live stream này để thực hiện live stream mới để có chất lượng nét hơn. Anh em hãy trở lại với live stream của Hùng sau ít phút nữa nha. Xin cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một dụng cụ bảo vệ, đó là một chiếc bó gối to đến từ thương hiệu Outline. Theo Hùng đánh giá thì đây là cái thiết kế bó gối to thực tế nhất và đáng dùng nhất trong tất cả các thiết kế bó gối trên thị trường hiện nay. Và mọi người hãy cùng Hùng tìm hiểu nhé. Ok, bó gối to thì có hai chức năng chính, đó là chức năng bảo vệ và chức năng hỗ trợ. Chức năng bảo vệ thì giúp bảo vệ đầu gối của chúng ta khỏi những chấn thương hoặc là những lực tác động đột ngột đến đầu gối khiến chúng ta bị chấn thương như đứt dây chằng hay là trịch bánh chè, hoặc là đơn giản khiến đầu gối chúng ta bị đau nhức, đúng không ạ? Bảo vệ gối đến từ thương hiệu Outline thì nó có công nghệ và thiết kế rất đặc biệt, đó là hai lớp silicone, hai đường may silicone trên và dưới, giúp cho chiếc bảo vệ gối không bị trượt khỏi phạm vi của nó, tức là phạm vi đầu gối của các bạn. Lớp silicone đó là công nghệ vô cùng đặc biệt. Cùng đó các bạn hãy quan sát ạ. Chiếc bó gối có các đường may rất chắc chắn, có một miếng silicone ở giữa, có một miếng silicone tròn ở giữa, giúp bảo vệ đầu gối của bạn khi các bạn không may bị ngã chống đầu gối xuống thì sẽ không bị chấn thương. Cùng với đó nó có 3 đai, đai trên, đai dưới và đai giữa, nó giúp cho cái bảo vệ gối này nó càng trở nên chắc chắn. Cùng với đó là công nghệ lò xo. Cái công nghệ lò xo này thì Hùng cũng không hiểu nó để làm gì. Ok, mọi người hãy cùng quan sát ạ. Đây là chiếc bó gối sau khi đã được bó lên chân, nó có 3 đai và nó đã có hai lớp silicone bên trong giữ đầu gối rất chắc chắn và miếng silicone ở giữa.
đảm bảo rằng đầu gối của các bạn sẽ được hỗ trợ lực rất là nhiều cũng như là bảo vệ đầu gối rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Hùng.